mình là Lý Văn Tân, thì hôm nay thì anh em Phan Minh Tân có hoàn thiện cho gia đình chị Cát Hai ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, một bộ trong nhân thờ gồm cầu Phật và cầu Gia Tiên. Thì mời các bạn vào xem ở nhà mình chẳng hay. Đây là bàn thờ Phật, ở trên là như lâm bàn thờ Phật, ở dưới bàn thờ Gia Tiên, cho một không gian nhà đó. Ngôi nhà chị Cát Hai thì diện tích đâu đó khoảng như phòng khách này là khoảng 25 mét vuông. Thì với một bộ không gian tầm lớn và đến nhà tầm như này thì rất là tiết kiệm được khoảng, kể cả mà nhà công tư thì càng là phù hợp hơn nữa, thì bao gồm bằng một phần ở phía trên và người Gia Tiên ở dưới đúng theo kiểu thân đặc thời anh trẻ một phần phần và phần trên cao hơn và người Gia Tiên thấp hơn. Các bạn có thể thấy rất là nhẹ, cái không gian thờ mà người này tức là 48 mét, 48 mét tức là chiều khoảng cách từ bàn thờ ra đến cạnh của bàn thờ khoảng 81 mét, tức là người ngang của bàn thờ từ bên cạnh trái sang bên cạnh phải, cho một cái không gian thờ giao liên và một bát nhang. Với cái mẫu bàn thờ này thì chúng ta có thể là thờ một bát nhang hoặc ba bát nhang đều được ở phía trên và một phần. Thì nếu các bạn nhà các bạn chưa có không gian thờ cúng, các bạn muốn lập cho mình một bàn thờ mà tiết kiệm diện tích